xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Viettimes. Thưa quý vị, những ngày gần đây, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hải quân của nước này đã thực hiện đợt tấn công chính xác, phá hủy một kho chứa vũ khí và đạn dược dùng cho máy bay của Ukraine. Vũ khí Ukraine bị phá hủy. Ông Zelensky muốn Mỹ đảm bảo an ninh kiểu Israel. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, trong đêm ngày 28 tháng 8, Hải quân Nga đã thực hiện cuộc tấn công phóng loạt bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào kho vũ khí và đạn dược hàng không của quân đội Ukraine. Cùng theo vị quan chức Nga, mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết như vị trí của cuộc tấn công. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông hy vọng Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, tương tự như những gì Israel được hưởng theo hãng tin cnn trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ukraine ông zelensky nhấn mạnh đảm bảo an ninh bao gồm cả khiên và kiếm ông cho rằng sự đảm bảo như vậy sẽ được thực hiện thông qua quá trình ukraine gia nhập nato và được củng cố bằng một thỏa thuận song phương với mỹ theo ông zelensky chúng tôi có thể sẽ có một mô hình tương tự với mỹ giống như mô hình của israel chúng tôi sẽ có vũ khí công nghệ đào tạo tài chính điều gì đó giống như israel có nhưng chúng tôi có một đối thủ khác theo ông, thỏa thuận không phụ thuộc vào việc ai ở Nhà Trắng vì nó sẽ được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Mỹ gợi ý cho Ukraine cách đánh khi cuộc phản công không bế tắc, không đột phá. Liên quan tới việc kho vũ khí của Ukraine bị phá hủy, Mỹ đã đề xuất một số chiến thuật và bài học rút ra cho Ukraine trong cuộc phản công hiện nay. Tuy nhiên, Kyiv không hoàn toàn nhất trí với những gợi ý từ phía Washington. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đánh giá tiến triển của Ukraine trong cuộc phản công vào mùa hè này đồng thời thảo luận thẳng thắn với Kiev về những bài học rút ra. Điểm mấu chốt ở đây là cuộc xung đột có thể kéo dài tới năm sau, do đó Mỹ và đồng minh sẽ phải duy trì ổn định sự hỗ trợ để Ukraine tiếp tục tiến công. Cuộc phản công mùa hè vừa qua, ở một vài khía cạnh, đã khiến cho Ukraine và phương Tây thất vọng. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm lối thoát ngoại giao, hầu hết các quan chức cấp cao Washington cho rằng cần phải sát cánh chặt chẽ hơn với Kiev. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định, chúng tôi không nghĩ cuộc xung đột này đã rơi vào bế tắc. Cam kết tiếp tục ủng hộ không có nghĩa là các quan chức Mỹ không chỉ trích cách thức các chỉ huy Ukraine tiến hành cuộc phản công. Điểm đầu tiên được chỉ ra trong đánh giá này là các lực lượng của Ukraine đã không thể tiến tới biển Azov và cắt đứt hành lang trên đất liền của Nga nối với bán đảo Crimea trước khi mùa đông tới như họ hy vọng. Các quan chức Mỹ vẫn cho rằng Ukraine có thể phá hủy đáng kể các vị trí của Nga trong năm nay khi họ vượt qua lớp phòng tuyến kiên cố đầu tiên và đang tiến gần đến phòng tuyến thứ hai. Washington cũng tin rằng các đơn vị di động của Ukraine sau đó có thể nhanh chóng di chuyển ở phía đông và phía tây, đồng thời khiến cho các lực lượng của Nga thất bại. Tuy nhiên, Ukraine có lẽ sẽ không thể đạt được thắng lợi quyết định trước cuối năm nay. Điều đó tức là cuộc xung đột có thể kéo dài đến năm 2024 hoặc lâu hơn, gây ra thương vong và tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Giới chức Mỹ nhận định sự kiên nhẫn chiến lược vẫn là vũ khí tốt nhất để đối phó với Nga. Các quan chức Lầu Năm Góc đã hối thúc các chỉ huy của Ukraine ưu tiên và tập trung lực lượng vào những điểm có tiềm năng đột phá. Dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km, Ukraine ban đầu phân tán đều lực lượng trên 30 thay vì tập trung vào mặt trận phía Nam chạy qua Zaporizhia tới biển Azov. Sau khi tiếp nhận lời khuyên từ phương Tây, Kiev đã di chuyển một số lực lượng từ Bakhmut và các vị trí khác ở phía Đông tới phía Nam. Dù vậy, lãnh đạo Ukraine bảo vệ chiến lược và kế hoạch phân tán lực lượng của mình, khẳng định họ đang chiến đấu hiệu quả ở cả phía Đông và phía Nam. Theo đó, việc duy trì số lượng lớn binh lính ở Bakhmut là cần thiết để gây sức ép cho Nga và bảo vệ phía Đông Bắc trước các cuộc tấn công của Moscow. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut đang ngăn cản Nga củng cố lực lượng ở phía Nam, nơi mà các lực lượng của Kiev đang tìm cách xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow. Mới đây, giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc kỳ ép nên dồn lực ở nơi nào dọc tiền tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía đông đã kêu gọi tăng cường quân tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ. Các chỉ huy Mỹ nhận định Ukraine đã lãng phí hỏa lực vào các cuộc pháo kích càn quét. Theo ước tính của Washington, Ukraine đã bắn khoảng 2 triệu quả đạn pháo 155mm kể từ khi xung đột nổ ra, gần như làm cạn kiệt kho đạn này của phương Tây Washington kêu gọi Ukraine nên cân nhắc tiến hành vào kích vào các mục tiêu quan trọng nhất và sử dụng chúng để tiến công nhanh chóng về phía các mục tiêu. Lầu Năm Góc cũng đề xuất Ukraine nên giảm phụ thuộc vào UAV để thu thập thông tin trên chiến trường và phụ thuộc nhiều hơn vào các lực lượng trinh sát mặt đất vốn có thể đánh giá các vị trí của Nga tốt hơn. Họ cũng cho rằng Kiev nên trao cho các sĩ quan cấp thấp nhiều quyền lực hơn để khai thác mọi cơ hội trên tiền tuyến kéo dài. Với tất cả những điểm này. Các quan chức Mỹ tin rằng Ukraine sẽ phản ứng một cách tích cực. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về vấn đề này đang nảy sinh bất đồng trong những tuần gần đây. Chính quyền Tổng thống Biden đánh giá xung đột sẽ tiếp tục đến năm sau hoặc hơn và đang cân nhắc một vài hình thức mở rộng sự hỗ trợ. Sự ủng hộ đang ngày càng gia tăng ở Washington đối với việc cung cấp đạn chùm cho Ukraine, vũ khí có thể tấn công sâu hơn vào các vị trí của Nga. Washington cũng đang lên kế hoạch cho một lực lượng tương lai của Ukraine để ngăn cản các hành động gây hấn của Nga. Điểm kích F-16 sắp đến tay Ukraine trong một vài tháng tới sẽ là một phần trong kế hoạch đó, và các quan chức Mỹ đang làm việc với đồng minh để cung cấp thêm các hệ thống vũ khí khác và các khóa huấn luyện. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ tên lửa tầm xa để tấn công sâu hơn vào các phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục từ chối đề nghị này, chủ yếu là do các quan chức lo ngại Mỹ không có đủ tên lửa tầm xa ATACM để cung cấp cho Ukraine mà không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của mình nếu bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trong tương lai. Washington cũng dự đoán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thúc đẩy phản công để giành lại lãnh thổ Nga kiểm soát và bán đảo Crimea. Báo cáo ngày 25 tháng 8 cho biết, 42 UAV đã được phóng về phía Crimea và một tên lửa nhắm vào Moscow Hiện nay, lập trường của chính quyền Tổng thống Biden vẫn là không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Nga điều tiêm kích chặn hai UAV Mỹ xuất hiện gần bán đảo Crimea. Mới đây, các tiêm kích của Nga đã được triển khai để đánh chặn hai máy bay không người lái UAV của Mỹ xuất hiện gần bán đảo Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai UAV MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk của không cần Mỹ đã bị lực lượng Nga phát hiện trong quá trình giám sát các thiết bị bay qua khu vực phía Tây Nam Biển Đen vào ngày 28 tháng 8. Hai tiêm kích Nga sau đó đã được triển khai để ngăn chặn hành vi có thể xâm phạm biên giới quốc gia và chống lại bất kỳ cuộc trinh sát kỹ thuật vô tuyến nào. Nhờ hành động của lực lượng phòng không Nga đang làm nhiệm vụ, các UAV của không quân Mỹ đã thay đổi được bay và rời khỏi khu vực đang trinh sát trên không, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo hãng tin CNN, phát ngôn viên Lầu Nam Góc Gordon Gunn nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ trên Biển Đen theo luật pháp quốc tế để đảm bảo quyền tự do hàng hải và diễn tập trong khu vực. Ukraine dùng UAV bằng bìa cứng tấn công Su-30, MiG-29, S-300, Panzer S. Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Kamikaze bằng bìa cứng được cung cấp từ Australia để tấn công Nga. Kể từ tháng 3 năm 2023, công ty SEPAQ của Úc đã giao hàng trăm máy bay không người lái bằng bìa cứng Covo Precision Payload Delivery System cho Ukraine. Ban đầu, chúng được sử dụng chủ yếu để trinh sát, quan sát và làm mùi nhử. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự lưu ý, chiếc UAV giá rẻ này có thể chở tải trọng 4-5 kg và được sử dụng như máy bay không người lái cảm tử Kamikaze. Chúng có khả năng được lắp ráp nhanh chóng và bay ra tới 120 km. Hiện có thông tin, quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng sản phẩm SIPAQ cho mục đích tấn công một sân bay quân sự của Nga. Về động cơ, có thể chiếc UAV này sử dụng động cơ điện. Đặc điểm chính của chiếc máy bay không người lái này là tính mô và khả năng sử dụng một lần. Với đặc tính gần như được làm hoàn toàn từ giấy ép tầm giáp và dây cao su, khiến nó gần như vô hình trước các radar chống UAV. Blogger quân sự này cho biết thêm, vào đêm ngày 27 tháng 7, quân đội Ukraine đã sử dụng hàng loạt máy bay không người lái bia cứng này, cả mang đầu đạn thật và đầu đạn rỗng để đánh lạc hướng sự chú ý của các tính toán phòng không. Theo Ialia Tumanov, không biết chính xác động cơ của máy bay không người lái là gì, nhưng nếu có động cơ điện thì chúng không thể được phóng từ Ukraine bởi Nga có thiết bị gây nhiễu tín hiệu GPS, nắm được tần số liên lạc vệ tinh Starlink và tần số điều khiển máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga còn có súng máy và thiết bị theo dõi, kính ngắm ban đêm, đèn chiếu và thiết bị theo dõi chuyển động và các hệ thống lưới chống máy bay không người lái. Cần lưu ý rằng, gần như cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông ủng hộ quân đội Ukraine bắt đầu phổ biến thông tin rằng, vào đêm ngày 27 tháng 8, các sĩ quan phản gián quân sự từ Tổng cục 13 của SBU, Cơ quan An ninh Ukraine, đã thực hiện vụ tấn công vào sân bay quân sự Kalino, gần sân bay quốc tế thành phố Kusker theo truyền thông của Ukraine, máy bay không người lái cảm tử đã đánh vào 4 chiếc Su-30 và một chiếc MiG-29. Ngoài ra, trong số các mục tiêu bị tấn công còn có các radar của tổ hợp S-300 và hai bệ phóng tên lửa phòng không gần Panzer S. Tuy nhiên, giới truyền thông thân Moscow khẳng định rằng những gì phía Ukraine mô tả là một hành động khiêu khích. Thông tin khác, vì Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, Ngoài ra, thực tế cũng chứng minh những tuyên truyền của Kiev là giả mạo. Việc so sánh các hình ảnh vệ tinh của sân bay quân sự Kalino ở Kursk từ ngày 19 và 27 tháng 8 cho thấy cũng không có thiệt hại gì có thể xuất phát từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái Kamikaze, Ukraine. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào dạng sáng và ban ngày 27 tháng 8, chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tấn công khủng bố và lãnh thổ Liên bang Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái cảm tử. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Nga đã làm nhiệm vụ phòng thủ, đã phát hiện và tiêu diệt hai máy bay không người lái đang bay qua lãnh thổ vùng Bryansk và Kursk, khiến cho chúng không đạt được mục tiêu. Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra chính xác độc lập để xác định nguồn tin của Ukraine đúng hay thông báo của Nga là chính xác. Xung đột Nga-Ukraine, phương Tây thay đổi quan điểm về việc Kiev tấn công Crimea, Pakistan bất ngờ bị cảnh báo. Nga tiếp tục chặn UAV do thám biển đen, Ngày 22 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục triển khai máy bay tiêm kích để ngăn chặn hai máy bay không người lái UAV của Không quân Mỹ, MQ9 Reaper và RQ-4 Global Hawk ở khu vực bán đảo Kerum trên biển Đen. Theo thông báo, do hành động của lực lượng phòng không đang trực chiến, các UAV trinh sát của Không quân Mỹ đã đổi hướng bay và rời khỏi khu vực trinh sát trên không. Trước đó một ngày, UAV MQ-9 Reaper cũng đã bay về hướng biên giới Nga. Sau khi máy bay Su-30 của Nga xuất kích, chiếc UAV đã thay đổi lộ trình. Ngày 22 tháng 8, lực lượng phòng không vũ trụ Nga VKS cũng đã điều động máy bay chiến đấu vì MQ-9 Reaper của Mỹ và Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ bay gần Crimea. Ukraine giành lại ngôi làng chiến lược. Ngày 28 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine VSU đã kiểm soát Rabotino ở tỉnh Zaporizhia và di chuyển về phía đông nam của ngôi làng. Theo bà, hiện VSU đang tiến về các khu định cư Novo Prokopivka và Ucheretuvate trên trục Melitopol, bất chấp sự phản kháng của Nga. Trước đó, Rabotino là một điểm then chốt trong thế phòng thủ, neo giữ tuyến phòng thủ tổng thể của quân đội Nga. Trong bối cảnh đó, thực tế cho thấy VSU đã mất 6 ngày giao tranh ác liệt để giành lại ngôi làng sau khi lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine xuyên thủng các phòng tuyến phòng thủ nhiều cấp của Nga gần Rabotino và tiến vào khu định cư tại đây vào ngày 22 tháng 8. Hôm sau, Tổng tư lệnh VSU Valery Zaluzhny đã đăng đoạn video cho thấy cờ Ukraine được kéo lên trên một nóc nhà bị phá hủy ở Rabotino việc bảo vệ Rabotino cách Orykiv ở tỉnh Zaporizhia khoảng 20 km, cho phép quân đội Ukraine tiến về phía nam tới Tokmak và Melitopol do Nga đang kiểm soát, những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga trong khu vực. Trọng điểm tiếp theo của Nga sau Rabotino là Tokmak, cách Melitopol 65 km về phía đông bắc, nơi có khả năng mở ra các tuyến hậu cần của Nga cho pháo binh Ukraine. Sau thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng các lực lượng nước này đang cố thủ trong khu vực sau khi thành công ở phía đông nam Rabotino và phía nam Malatokmaska ở tỉnh Zaporizhia. Trong bản cập nhật tin tức cuối ngày tối 28 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu VSU cho biết VSU đang tiếp tục tấn công theo hướng Melitopol, một trong ba khu vực thuộc chiến dịch phản công phát động đầu tháng 6. Theo bà Malia, VSU cũng đang tiến vào phía đông của tỉnh Donetsk, giành lại 1 km vuông về phía nam Bakhmut trong tuần. Như vậy, Ukraine đã giành lại 44 km vuông xung quanh khu vực này kể từ khi bắt đầu phản công. Ukraine, phương Tây gật đầu để Kiev tấn công Crimea. Ngày 28 tháng 8, phát biểu trên kênh truyền hình Radar Ukraine, cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống nước này, Mikhailo Podolyak cho biết phương Tây đã nhất trí để VSU có toàn quyền tấn công các mục tiêu ở Crimea. Theo ông Podolyak, một năm trước, phương Tây không ủng hộ các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Song hiện nay, quan điểm này đã thay đổi. Quan chức trên cũng nói thêm rằng số lượng UAV không xác định tấn công lãnh thổ Nga sẽ tăng lên thời gian tới. Nga không bỏ qua nếu Pakistan gửi vũ khí tới Ukraine. Ngày 28 tháng 8, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, đại sứ Nga tại nước này Denis Alipov cho biết, Moscow nhận được tin nói rằng Pakistan đang cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ông, nếu thông tin này được xác nhận, đó sẽ là những hành động chống Nga rõ ràng và không thể bỏ qua. Đại sứ Alipov nhấn mạnh, chúng tôi rất coi trọng thông tin này vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực địa, đồng thời cho biết Nga nghiêm túc theo dõi chặt chẽ các tin tức và báo cáo phù hợp với nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Trước đó, một lô hàng gồm 10.000 quả tên lửa chuyên dùng cho bệ phóng đa Grass đã được gửi từ cảng Karachi của Pakistan đến Ukraine. Số tên lửa này đã được trung chuyển đến cảng Emden của Đức. Một nguồn tin nói rằng Pakistan đã yêu cầu Nga giảm giá dầu trong bối cảnh nước này gặp khó khăn kinh tế, dù thường xuyên cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một số báo cáo khác khẳng định, thỏa thuận tương tự giữa Moscow và Islamabad cũng đã xuất hiện. Về tình hình Ukraine, đại sứ Alipov cho biết, Moscow đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhưng Kiev không hợp tác, rằng chính quyền Ukraine đã nhiều lần khẳng định không quan tâm đến đàm phán với Nga. Ông Erdogan chuẩn bị sang Nga để gặp Putin, bàn chuyện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Theo ông Omer Zelik, người phát ngôn đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Công lý và Phát triển cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sắp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn chuyện khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Theo ông Selig, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thành phố nghỉ mát Sochi của Nga trên Biển Đen, song không tiết lộ thời gian cụ thể. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cho biết Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa ông Erdogan và ông Putin. Ông cũng không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhiều khả năng ông Erdogan và ông Putin sẽ gặp nhau vào ngày 8 tháng 9. Theo AFP, ông Erdogan đã cử Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, đến Ukraine để thuyết phục nước này tham dự đàm phán nối lại thỏa thuận ngũ cốc. Ông Biden còn kêu gọi Ukraine từ bỏ việc thiết lập các tuyến đường vận chuyển mới, được cho là do Mỹ và Liên minh châu Âu-EU thậu thuẫn. Ông Biden nhấn mạnh, chúng tôi biết Ukraine đang tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển ngũ cốc mới, nhưng không có bất kỳ con đường nào thích hợp và an toàn hơn so với sáng kiến ngũ cốc ban đầu. Trong tuần này, ông Biden sẽ đến Nga để kêu gọi Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc. Tháng 7 năm 2022, cùng với Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian đảm bảo các bên tuần thủ đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận ngũ cốc. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 7, Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này vì cho rằng những điều khoản trong đó đã không được thực thi. Có thể thấy động cơ phản công, trang bị vũ khí chiến lược dồn dập, những màn đấu tố dữ dội giữa các bên không chỉ khiến cho cục diện giao tranh trở nên hoang mang mà còn gây tác động tiêu cực cho toàn diện cũng như toàn thế giới những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo